Hai, xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại view cho bác một cái phiên bản đặc biệt các bác nhé. Một phiên bản đặc biệt đây này. Một phiên bản đặc biệt này, viền đen các bác nhé. Đây, con viền đen như một con phi thuyền đây. Các bác, sản xuất 2011. Phiên bản là rất là độc đáo, phiên bản lạ luôn. Phiên bản HX401C2 các bác nhé. Đây, HX401C2 này. Cục nóng của nó cũng đây, HX401C2 các bác nhá. Bản rất đặc biệt. Rồi. Bản như một con phi thuyền đấy các bạn. Nhìn đây, như một con phi thuyền luôn. Các bác nhá. Máy 16.000 BTU, con này 16.000 BTU. Chạy được phòng 25 mét vuông đến 3 mét vuông chạy được. Con này chạy cực gấu luôn. Cục nóng nó quá to. Đây mà lạnh quá to luôn. Đây các bác. Ecolalo các bác nhá. Đây em view chi tiết cho các bác xem này. Có mã là HX401C2S. Các bác. Sản xuất 2011. 1,7 kW các bác nhá. Đấy. Mặt lạnh lặng này, viền đen mà mặt lạnh nặng 15 cân các bác, mặt lạnh 15 cân, có mã check QR luôn. Đấy. Cái bản HX này nó kinh khủng. Nặng mặt lạnh nặng 15 cân bằng con tên lửa. Bằng con tên lửa đời cao các bác. Cực kỳ nặng. Đấy, con này này. Cực kỳ nặng luôn các bác nhá. Đấy. Rồi em sẽ view cùng nóng nhá. Cục nóng đây, cũng là HX401C2, điện 200V, 1 cân rưỡi ga các bác, 410, nặng 43,5 cân, rất là nặng, cực kỳ nặng luôn, 43,5 cân, chạy ga 410, đấy điện 200V, 1 cân rưỡi ga 410, con này một ga gớm thịt luôn, các bác nhá, ga rất là gớm, đây cục nóng đây, cục nóng thì rất là xanh, con này dàn đồng 2-3 lớp trở lên, các bác ạ. Cục nóng này rất là xanh các bạn, nóng rất là xanh luôn, xanh đét luôn. Đấy, dàn thì dàn đồng rồi, cục nóng xanh các bạn nhá. Đây. Các bạn nhá. Đấy, các bác là kết những con đẳng cấp như thế này. Cục mặt lạnh to như kiểu là cái phi thuyền này thì alo em cho số điện thoại là 096 1519 122 các bác nhá. Con này xử lý được phòng đến 25 đến 30 mét vuông các bạn. Xử lý ok luôn. Đây mặt lạnh này. Nó dài hơn cái mặt lạnh kia đến 20-30 phân thì các bạn. Các bạn nhìn này, đặt được cục nóng thường như bọn kia nó vừa vặn như này. Còn này nó thừa hai bên, thưỡi hai bên luôn. Khá là to ấy. Mặt lạnh khá là to. Các bạn không biết được nó sản xuất cái bản này nó chạy cái gì mà nó chạy gớm vậy. Đấy. Các bạn nhá. Đấy điện 200V thì chạy ok luôn. Đấy các bạn cần inbox Zalo cho số điện thoại là 096 1519 122 các bạn nhá. Đấy, ok tất cả các bác. Rất mong các bác ủng hộ các bác nhá.